Chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Ngọc Cường, sinh viên khóa 1 của trường Đại học SX. Thì tiếp tục nói về series nghiên cứu về con người. Thì sau phần trước mình đang nói về cô bạn của mình. Thì phần này mình sẽ tiếp tục nói về phần thứ hai nữa, đó chính là về phần lý trí. Thì để nhắc đến phần lý trí này thì mình đã được rằng cô ấy không phải là một con người thiên về lý trí, mà cô ấy thiên về ý chí hơn. Tại vì mình nhận ra được ấy, thì cô ấy hành động ấy, khi mà cô ấy làm bất cứ điều gì đó thì thường không không hay gọi là tính toán, hay không hay suy nghĩ nó một cách logic, hay là một cái gì đó theo hướng định sẵn cả. Tại vì khi mà cô tại vì mình thấy cô ấy cũng không giỏi là tính toán, hay là không không giỏi làm những thứ gọi là theo đúng chuẩn chuẩn mực của một công thức gì đó. Khi cô ấy làm, cô ấy thường làm chủ chủ động làm những cái mà mình biết trước, không không hay. Còn một con người không không thiên về cái tư duy logic, cũng như là một cái tư duy theo hướng gọi là tính toán gì cả. Đó, theo mình nhận biết được là như vậy. Cho nên là về phần này thì mình cũng gọi là có một cái mình nhận ra được cô ấy, có một chút về phần lý trí này thì cô ấy thường là một con người ấy, cũng gọi là làm cũng có kế hoạch, cũng vạch định ra một số cái mục tiêu mà mình đề ra theo, cũng có như là cũng có một chút tính toán. Vì khi mà cô ấy làm việc, cô ấy thường có lịch riêng của mình, thường tính toán thời gian biểu, cũng là cái lịch trình của mình theo đúng hướng. Và mình thấy đây đây thực sự là về phần lý trí, đây 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 thực sự là một điểm yếu của cô ấy. Tại vì thông thường mình thấy là cô ấy rất rất ít khi gọi là thường thường sống kiểu theo theo cái mà mình mong muốn ấy, và thường hay gọi là rất hay gọi là thức thức khuya, rồi là ngủ dậy muộn, đang kiểu kiểu như vậy. Gọi là nói chung là không máu người không không thiên về lý trí.